Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, cũng như luôn luôn ủng hộ đàn gà con, ủng hộ Tuyết Nhung. Mới đây thì Tuyết Nhung đã thông báo một thông tin rất là vui. Thì sau một thời gian dài chuẩn bị cho những chương trình live show, thì Tuyết Nhung ít có dịp lên trò chuyện live stream cùng khán giả cũng như bán hàng. Thì tối ngày hôm qua, Tuyết Nhung cũng đã live stream trên trang Facebook Tuyết Nhung Store. Thì Tuyết Nhung cũng bán những cái sản phẩm mới, những cái mặt hàng mà trước đây em ấy đã từng bán. Vì vậy cô chú anh chị yêu mến Tuyết Nhung thì hãy vào Facebook Tuyết Nhung Store để nhắn tin đặt hàng để ủng hộ công chúa bánh mì. Công chúa bánh mì ngoài việc ca hát còn có buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, cũng như là chăm sóc mẹ của mình. Mẹ của Tuyết Nhung hiện tại cũng đã lớn tuổi và thường xuyên bệnh xương khớp. Vì vậy mỗi lúc rảnh rỗi là Tuyết Nhung chăm sóc cho mẹ cũng như bán hàng trên trang Facebook Tuyết Nhung Store. Và Tuyết Nhung cũng đã thông báo một thông tin vui để gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung. Đó là một dự án âm nhạc ra MV của Tuyết Nhung. Tuyết Nhung thông báo rằng cái dự án âm nhạc này em ấy đã ấp ủ từ hơn 2 năm qua. Và hiện tại thì MV này đã bước vào giai đoạn là hoàn thiện. Vào dịp cuối năm thì MV này sẽ được Tuyết Nhung công chiếu, gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ Tuyết Nhung. Đây là một MV mà Tuyết Nhung có thể nói đầu tư bài bản và rất tâm huyết. Bởi vậy có thể nói là một MV mà Tuyết Nhung đã ấp ủ, đã làm việc hơn 2 năm. Thì từ đây đến cuối năm thì chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì sản phẩm MV này của Tuyết Nhung cũng sẽ trình làng. Chắc chắn là một MV sẽ rất là hay, rất là chỉnh chu mà Tuyết Nhung muốn gửi đến với tất cả cô chú anh chị khán giả. Đó là thông tin vui về sản phẩm MV của Tuyết Nhung. Còn thông tin vui về ca khúc Đó Hoa Môi, hiện tại trên kênh YouTube của Phạm Tuyết Nhung Singer, ca khúc bài hát này hiện nay đã đạt 305.000 lượt xem trên kênh YouTube Phạm Tuyết Nhung Singer. Đây là một bài hát của nhạc sĩ Hàm Lê Trương. Tuyết Nhung rất vinh dự, rất là vui khi nhạc sĩ Hàm Lê Trương có thể nói là chọn mặt gửi vàng. Đây là một trong những bài hát nhạc sĩ Hàm Lê Trương đã ghi âm và thu hình 10 ca sĩ trong một cái album mà nhạc sĩ Hàm Lê Trương kỷ niệm 17 năm sự nghiệp sáng tác của mình. Thì Tuyết Nhung được nhạc sĩ rất là yêu mến, cũng như tiếng hát của Tuyết Nhung rất là phù hợp với bài hát Đó Hoa Môi. Hiện tại đã đạt 305.000 lượt xem. Và theo thông báo thì Tuyết Nhung năm nay cũng sẽ tham gia cái giải đề cử Mai Vàng, cuộc bình chọn Mai Vàng năm 2024 với cái ca khúc Đó Hoa Môi. Vì vậy cô chú anh chị yêu mến Tuyết Nhung thì hãy cài view giúp Tuyết Nhung ca khúc này để cho sớm đạt triệu view. Và chắc chắn là như vậy rồi, phải không cả nhà? Vì hiện tại rất nhiều cô chú anh chị nghe cái ca khúc Đó Hoa Môi này rất là thích, nghe đi nghe lại rất nhiều lần và vẫn thích nghe. Vì vậy hãy tiếp tục ủng hộ công chúa, cài view cho công chúa với cái ca khúc này. Thì vào tháng 11 sắp tới đây, Tuyết Nhung tham gia một cái show rất là lớn, sau đó ở trung tâm Thúy Nga cùng với em Út Thiên Ngân, với cái chủ đề
là 30 năm sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân tiếp tục có mặt ở sân khấu của Body By Night của Trung tâm Thúy Nga. Đó là một điều rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Với sự giúp đỡ của bà chủ Trung tâm Thúy Nga, cũng như là lời mời của anh bốn Hoài Linh, thì Tuyết Nhung tiếp tục có mặt ở cái live show này, kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát. Đó là một điều rất là tuyệt vời, cùng với em gái của mình, đó là Thiên Ngân. Vì vậy thì cả nhà cũng đã thấy được là công chúa Tuyết Nhung giọng hát ngày càng trưởng thành hơn, ngoại hình cũng xinh đẹp hơn, rất là chỉnh chu khi xuất hiện trước ống kính, xuất hiện ở những sự kiện, xuất hiện ở những buổi biểu diễn. Hình ảnh của công chúa rất là chỉnh chu, đó là một điều rất là tuyệt vời. Hiện tại thì công chúa cũng như cùng với Giác Long cũng có một cái dự án âm nhạc, nhưng mà đã cận gần sắp hết năm, không biết là có kịp hay không. Vì hiện tại thì Giác Long cũng đang rất là tích cực thu âm, quay hình để làm cái MV kỷ niệm một năm sự nghiệp ca hát của Giác Long khi ra cái MV đầu tiên. MV đầu tiên của Giác Long đã phát hành cách đây một năm, đó là vào ngày 28 tháng 10. Thì chỉ còn 8 ngày nữa là kỷ niệm ngày phát hành cái MV đầu tiên. Vì vậy Giác Long hiện nay đang rất là tích cực để phát hành cái MV thứ hai, nhưng không biết là có kịp hay không. Nhưng hiện tại Giác Long cùng với ekip của mình đang cố gắng làm sao tốt nhất để kịp phát hành cái MV thứ hai vào tháng 10, cụ thể là 28 tháng 10, hoặc trễ hơn sẽ vào đầu tháng 11. Hiện tại thì Bảo Bảo là quản lý của Giác Long cũng đã làm những chiếc áo cho fan của Giác Long với hình ảnh của Giác Long rất là đẹp ở trước ngực áo. Vì vậy thì áo của Giác Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đợi thêm cái sản phẩm MV của Giác Long trong thời gian sắp tới. Và theo thông báo của Bảo Bảo, một chiếc áo fan của Giác Long có giá là 160.000 đồng. Vì vậy cô chú anh chị khán giả yêu mến, ủng hộ Giác Long thì có thể đặt ngay cho mình một chiếc áo để liên hệ với Bảo Bảo qua số điện thoại 0708387879. Xin nhắc lại, giá của một chiếc áo fan Giác Long là 160.000. Chiếc áo này rất là đẹp, sau khi được Bảo Bảo đặt in hình của Giác Long, rồi sau đó Bảo Bảo về nhà tiếp tục nhỏ màu. Vì vậy đây là một chiếc áo rất là đặc biệt dành cho fan của Giác Long. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.